Thưa quý vị và các bạn, đến cuối năm nay, hơn 300 cây cầu dân sinh sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng tại các địa phương miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên để đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa vui xuân đón Tết Nguyên đán 2018. Những cây cầu dân sinh bê tông cốt thép vững chắc bắc qua các con sông con suối nối các địa phương bị chia cắt đang dần được hiện thực hóa ước mơ bao đời nay của bà con. Những cây cầu này không những phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân mà càng tạo động lực phát triển kinh tế cho những vùng khó khăn nhất. Đây là cây cầu dân sinh Tân Tây, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, được hoàn thành sớm nhất trong tổng số 2.300 chiếc cầu thuộc dự án vốn Ngân hàng Thế giới. Đi trên cây cầu dân sinh mới, người dân đều xúc động, tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã đầu tư xây dựng những cây cầu mơ ước ngàn đời cho những thôn bản nghèo. Có cái cầu mừng, quá mừng, dân này quá rất mừng. Cũng thấy sung sướng, vui mừng được sống được thêm ít năm nữa để đi qua lỡ cái cào. Chị con chị đồ đi học đi đồ lẫn đi cái đường cào này chị cũng không lo sợ là té sập đồ dưới sông này. Chứng kiến những khó khăn vất vả của người dân khi phải gồng mình vượt sông mỗi khi mùa mưa bão đến, các đơn vị thi công vượt khó khăn thời tiết, địa bàn cách trở để tập trung tối đa nhân lực, đẩy tiến độ hoàn thành sớm dự án, phát huy hiệu quả công trình. Đây cũng là công trình cầu dân sinh đầu tiên của dự án Ngân hàng Thế giới đưa vào sử dụng và cũng là cầu được thiết kế đẹp nhất trên cả nước. Cái cầu này thiết kế tần suất lũ là 4%, nó sẽ chịu được cái mức độ lũ lụt trong vùng ngập lũ thường xuyên của cái vùng Duy Xuyên này. Nói chung là đảm bảo yêu cầu của bà con trong thời gian lũ lụt để đi qua, đảm bảo phục vụ kịp thời. Còn rất nhiều cây cầu dân sinh đang được triển khai xây dựng ở địa bàn xa xôi, địa hình cách trở, điều kiện đi lại khó khăn. Nhưng không vì thế mà làm nản lòng các đơn vị thi công để sớm hoàn thành cho bà con đi lại. Chắc chắn rằng mỗi chiếc cầu treo dân sinh nối hai bờ sông được hình thành, đời sống đồng bào sẽ được khởi sắc.